kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 58, chương 443, lại thêm một đệ tử Mao Sơn. Quả nhiên, Diệp Tiểu Manh thấy bộ dáng này của hắn thì hừ nhẹ một cái nói: "Chỉ là bạn, vẫn cứ chó thôi mà. Người nói mấy cái đó chỉ là mấy cái tri thức cơ sở, ai mà chả biết. Ta chỉ là nhất thời không để ý thôi." Nói xong, nhấc lên dây tơ hồng, nhìn cả ngọn cỏ cũng lấy lên, đi đến trước dược đỉnh đang được nấu trên đống lửa. Dược thủy cũng đã được nấu xong, năm loại quả đỏ đã bị nấu nát, nước đã phiếm tha nhan sắc đỏ bừng. Hương vị thật là thơm, giống như là cháo bát bảo á. Tiểu Mã ngửi ngửi mùi vị, vẻ mặt tỏ ra say mê. Diệp Tiểu Manh đem cành cỏ kia ở trên ngôi mộ bỏ vào trong dược đỉnh, sau đó đậy nắp, đem lửa nhỏ bớt. Diệp Tiểu Dương nhìn thoáng qua dược đỉnh. Cái dược đỉnh này được làm bằng mạch thạch à? Mạch thạch là loại đá xâm nhập khi magma đi lên theo khe nứt kiến tạo ở núi lửa, đứt gãy, hoặc là các đá có trước bị yếu tố do các kiến tạo thành. Diệp Tiểu Manh gật đầu. Đây là đặc sản đá mạch ở Thông Liêu, thiên nhiên linh thạch đấy. Ta chỉ tiên mạng mua được cái đắt giá lắm vô cùng. Mua qua mạng, Diệp Tiểu Dương cạn lời. Dù sao thì cái dược đỉnh này tỷ lệ cũng rất được, ít nhất cũng là thật sự là thạch anh. Diệp Tiểu Manh mở nắp dược đỉnh, lập tức thôn dân tràn lên ngó vào. Theo cái nắp mở ra, nước thuốc màu đỏ xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người, cũng không có gì thay đổi nhan sắc. Đấy, ta nói không sai mà. Diệp Tiểu Manh kích động vỗ tay. Cái mộ này phía dưới không có hạt bạc. Không có. Người nói cái này có hay không? Vu sư cảm thấy trên mặt nóng lên, tựa như là bị người ta tát cho mấy cái vào miệng. Tuy rằng hắn cũng không có nghi ngờ thân pháp của Diệp Tiểu Manh không có hiệu quả, nhưng lỡ như mà khai quan ra lúc đó mà không có thấy hạn bạc, lúc ấy mặt mình còn ê chề thêm. Vì thế hử lạnh. Còn 6 ngôi mộ nữa, nếu biện pháp của ngươi có hiệu nghiệm thì làm phiền kiểm tra luôn một thể đi. Được, chỉ cần tránh cho quật mộ, ta không sợ mệt. Diệp Tiểu Manh từ mộ cẩn thận thu hồi Lạc Thất Tử, lại đến một tòa mộ khác. Bởi đã có kinh nghiệm, lần này không cần Diệp Thiếu Dương chỉ điểm. Chính mình đặt vị trí, lấy ra một gốc cỏ ở trên mộ, ngâm trong dược thủy. Nhan sắc cũng không có thay đổi, cũng là không có hạn bạc. Sau đó Diệp Tiểu Manh tinh thần hăng hái, kiểm tra một lượt 5 ngôi mộ còn lại. Kết quả đều bình thường. Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn Vu sư mà cười nói. Ta đã thay ngươi kiểm nghiệm rồi, 7 ngôi mộ đều không có hạn bạc. Nếu như ngươi không tin vào một chút tài mọn này của ta, chúng ta cũng có thể đánh cuộc. Ngươi quật mộ lên nghiệm chứng, thế nào? Những lời này nói ra làm cho mặt mũi của Cố Kiên sưng lên, nào còn dám chứng thực, mặt đờ đẫn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Nếu mà không có, ta cũng an tâm rồi. Chúng ta đi qua Ngưu Gia Thôn xem. Diệp Bá trong lòng nhẹ nhõm, lệnh cho thôn dân giải tán, còn mình thì đi theo Vu sư để bàn bạc. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Tiểu Manh bưng dược đỉnh đi theo bên cạnh của cha, lại muốn thử tiếp. Nhị ca, chúng ta cũng đi theo mà xem chứ. Ta muốn đi xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Soái đứng bên cạnh hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ, để đi xem náo nhiệt, chú ý an toàn, bọn ta không theo đâu. Nói rồi hạ giọng. Nhớ kỹ, phải bảo mật thân phận của huynh. Nói là huynh họ Dương, là biểu ca của đệ. Diệp Tiểu Soái gật đầu, chạy đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh, rồi cả hai cùng nhau xuống núi. Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương chớp mắt. Khi nào xong việc, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Những thôn dân còn lại cũng dần dần đi theo bọn họ xuống núi. Trước mộ chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. Tiểu Mã lúc này mới hỏi. Sao chúng ta không đi cùng bọn họ? Vạn nhất cái con cua kia lại muốn quật mã người khác lên. Có muội tử đi theo rồi, hắn không làm như vậy đâu. Lát nữa Tiểu Soái về hỏi thăm kết quả là được. Vậy cậu không sợ bọn họ thật sự sẽ tìm được hạn bạc à? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đám cỏ trên mộ của cha. Không đơn giản như thế đâu. Tôi có thể cảm giác được đây là một âm mưu. Bằng không hạn hán lâu như vậy, không có nhiều ngôi mộ mọc cỏ xanh như thế.
8 phần là do con người tạo ra. Tiểu Mã gãi đầu, là do con người, làm như thế nào được? Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đồ ngốc ạ, chỉ cần chăm tưới nước, mấy ngày tưới một lần, vượt qua tốc độ hấp thu nước của hạn bạc thì giống như với ngày bình thường thôi, chiếc mộ sẽ mọc lên cỏ xanh, tạo ra như bây giờ đó. Tiểu Mã không nghĩ tới đáp án lại đơn giản như vậy, liền đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương lấy ra bút từ trong ba lô, lần lượt ghi lại tên họ trên những ngôi mộ xanh cỏ. Đây cũng chính là mục đích hắn ở lại, không đi theo mà xem náo nhiệt. Tiểu Mã khó hiểu hỏi, cậu nhớ những tên đó để làm gì? Nếu như đối phương không phải tùy tiện chọn lựa mấy phần mộ này thì sao? Tôi phải nhớ kỹ tên, trở về sẽ nghiên cứu một chút xem có một quy luật nào không. Tiểu Mã nghe vậy liền gật đầu. Sau khi ghi chép xong xuôi, Diệp Thiếu Dương lại đi xung quanh bãi tha ma một vòng, không phát hiện thêm điểm gì đáng ngờ, mới quay trở lại hai ngôi mộ nhà mình, dập đầu bái lạy mấy cái, rồi cùng Tiểu Mã dắt nhau xuống núi mà về nhà. Này, thế con gái của trưởng thôn cũng là pháp sư à? Trên đường xuống núi, Tiểu Mã hỏi. Nhắc đến vấn đề này, Diệp Thiếu Dương lập tức cau mày, thẳng thắn nói. Pháp thuật mà nàng dùng là để kiểm nghiệm ôn thi, là Mao Sơn nội tông pháp thuật đấy. Tiểu Mã đang đi bỗng đứng lại, khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương. Vậy là nàng ta chẳng phải là sư muội của cậu còn gì? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi không có sư muội, đạo phong cũng tuyệt đối không thể tự thu nhận đồ đệ, tiết lộ pháp thuật của nội môn. Hơn nữa y cũng mất tích 10 năm nay. Nhà đầu này bất quá chỉ độ 17-18, tính ra không thể nào mà mấy tuổi đã theo đạo phong mà học pháp được. Này, Tiểu Mã hít một hơi, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Hay là Mao Sơn Bắc Tông gì gì đó? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên vẫn ẩn giấu thực lực, không có tiết lộ thân phận, chính là muốn âm thầm điều tra. Miễn sao là đừng cùng cô ta trực tiếp đấu pháp, vạn nhất nếu như cô ta thua cũng sẽ không thừa nhận. Một khi cô gái đã có tâm lý phòng bị, chúng ta khó có thể điều tra thêm được. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một hồi lại nói, nhưng mà xem ra cái muội tử này cũng ngây thơ hồn nhiên, không giống như cái thằng hồ uy gian manh xảo quyệt mất dạy. Tôi nhìn cũng thấy không giống, nhưng mà người xấu thì không có khắc chữ lên mặt đâu. Chúng ta chỉ nên tin vào sự thật điều tra, không nên tin vào trực giác. Nghĩ đến đây, thấy mình mới tới Sơn Thôn có 2 ngày mà gặp phải nhiều chuyện đáng ngờ đến như vậy, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy đằng sau những việc này nhất định là có một âm mưu cực lớn. Người tạo ra hết thảy kia là ai? Mục đích của hắn là gì? Trở lại nhà của Diệp Quân, thấy hai vợ chồng đang phơi nấm ở trong sân. Tối qua lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương có hỏi qua thì được biết, ở trên Ngưu Đầu Sơn có một loại nấm quý, được xem như là đặc sản của vùng. Hàng ngày ở trong thôn có rất nhiều phụ nữ và người già lên núi hái nấm. Hai vợ chồng Diệp Quân thu mua loại nấm này, đem phơi nắng cho khô, rồi chuyển vào trong thành, thu về không ít tiền. Bất quá từ khi có nạn hạn hán, loại nấm này sản lượng sụt giảm, hai vợ chồng cũng không còn việc gì làm. Nhân lúc rảnh rỗi thì rửa sạch, rồi trữ hàng, dù sao thì cũng có một chút của cải. Hơn nữa, ở nông thôn cũng không có chi phí gì nhiều, ấy coi như là mình đang nghỉ phép vậy. Chương 44: Thành lập đồng minh. Vợ chồng của Diệp Quân vừa thấy Diệp Thiếu Dương về tới thì lập tức hỏi thăm việc tìm kiếm hạn bạc. Diệp Thiếu Dương đành phải sơ lược nói qua một hồi. Diệp Quân tính tình nóng nảy, vừa nghe vậy thì nổi giận lôi đình la lớn. Tại sao con không về kêu ta? Nếu mà con không tiện ra mặt thì ta đi. Ai dám quật mồ mả nhà ông thì ta đập chết hắn, không cần biết hắn là ai. Ông trong miệng của Thúc Thúc nói chính là ông nội của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này trong lòng rất cảm động. Nhị Thúc, hiện tại thôn trưởng Diệp Bá là người như thế nào? Con nói Diệp Bá hả? Ấy cũng không tồi, ở trong thôn cũng có chút danh tiếng, làm không ít việc tốt. Bất quá chỉ là không đủ cứng rắn, không thể so sánh với ông nội con được. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, ông ta làm sao mà lên làm trưởng thôn được? Kỳ thực thì thôn trưởng Diệp Bá là do ông nội con lựa chọn. Sơn thôn của chúng ta dân cư không đông, ông nội con là tộc trưởng, sau lại thành lập thôn. Mỗi lần tuyển cử đều là do ông sắp đặt. Dựa theo quy củ của Diệp gia chúng ta, cứ mỗi một đời tộc trưởng trước khi nghỉ hưu sẽ tiến cử thôn trưởng kế nhiệm.
hiện tại là không có tộc trưởng thì thôn trưởng là cao nhất, là như vậy đó. Lúc ấy gặp nạn hồng thủy, ông nội của Diệp Thiếu Dương quả thực có cơ hội chạy thoát thân, nhưng vì phải lo lắng dẫn dắt mọi người cho lên núi lánh nạn, trong lúc mọi người đào núi bị đất do lũ quét ập xuống chôn vùi. Khi mọi người kéo ông nội ra thì chỉ còn thoi thóp thở, gắng sức nói được mấy câu cuối cùng. Một câu là lập Diệp Bá làm thôn trưởng, một câu là bảo y sau này phải chiếu cố Diệp Thiếu Dương. Nói đến đây, Diệp Quân thở dài. Hôm trước ta chưa có nói rõ với con là vì không muốn con buồn phiền, nhưng nếu mà con đã hỏi, ta sợ biết là sớm muộn gì cũng phải nói. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, một lúc cũng không có mở miệng. Tiểu Mã ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai của hắn, cũng không định nói câu nào. Qua một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương đã dần ổn định được cảm xúc, ngẩng đầu lên hỏi thăm về chuyện của Diệp Tiểu Manh. Diệp Quân nói cho hắn biết Tiểu Manh là con gái duy nhất của Diệp Bá, rất được cưng chiều. Diệp Bá có một cô em gái đang buôn bán ở Thượng Hải, vì thế từ khi còn nhỏ đã đưa Diệp Tiểu Manh đến Thượng Hải học. Chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè thì cô mới về thăm gia đình. Vậy tiểu nha đầu này có phải học được pháp thuật ở đâu đó phải không ạ? Diệp Quân cười cười, nói cho con biết, nha đầu này cứ mỗi một lần về là đi khắp xung quanh tìm bắt mấy con quỷ hồn linh tinh vớ vẩn, lại còn gì mà xem cả âm trạch. Tuy cha con bé không thích cho nó học pháp thuật, nhưng bản thân nó lại rất thích. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vậy cô học pháp thuật của ai? Ta không biết, dù sao thì cũng không phải là người trong thôn dạy nó. Diệp Quân lại nói tiếp, trước kia cũng có người tò mò hỏi Diệp Bá, nhưng mà đều bị từ chối, vì Diệp Bá không thích nhắc tới việc Tiểu Manh có học phép thuật. Hơn nữa, Tiểu Manh cũng không có tiết lộ, cho nên chả ai biết. Tám phần là học được ngoài thành phố. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Những từ, những lời mà Diệp Quân nói, có thể thấy rằng chuyện này có nhiều điểm thật đáng ngờ. Nhị Thẩm nghe được Diệp Thiếu Dương hỏi thăm về việc của hai cha con Diệp Bá, đặc biệt là Diệp Tiểu Manh, liền cười nói, Thiếu Dương nhà ta có phải để ý đến con bé Tiểu Manh phòng? Nhưng mà con vạn lần đừng có suy nghĩ xa xôi, hai người bọn con không được đâu, vì con bé có thể coi như là muội muội của con rồi. Kìa, Nhị Thẩm, người nghĩ đi đâu vậy? Diệp Thiếu Dương cạn lời muốn ọc ra một bỗng máu. Diệp Thiếu Dương lại hỏi thêm mấy việc. Gần đến giữa trưa thì Tiểu Soái trở lại. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi nó xem mọi chuyện như thế nào. Tiểu Soái chán nản, đi khắp mấy cái thôn đều không tìm thấy gì, đừng nói là hạn bạc, đến một ngôi mộ xanh cỏ cũng không thấy. Cái này thật là kỳ lạ. Diệp Quân nghe xong thì thốt lên, tự nhiên bảy năm mộ của Diệp gia chúng ta cỏ mọc xanh mà lại không tìm ra quái vật gây hạn. Việc này khẳng định là có người giáp tâm hãm hại Diệp gia rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, quả thực những gì mà Diệp Quân vừa nói cũng là điều mà hắn nghĩ. Vì thế từ trong túi lấy ra cuốn sổ mình đã ghi lại họ tên trên mấy tấm bia mộ, đưa cho Diệp Quân xem. Nhị thúc, người xem mấy cái tên này nữa, giữa chúng có liên hệ và quy luật gì không? Diệp Quân nhíu mày. Quy luật gì? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Còn cũng không biết, nói như thế nào nhỉ? Người có thể nhìn xem mấy cái tên trên mộ này có liên quan gì với nhau hay không? Đúng rồi, hơn nữa còn dính dáng gì đến nhà của chúng ta không? Diệp Quân nghe xong liền hiểu ý. Ánh mắt từ từ lướt qua từng cái tên, trong miệng lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Có liên hệ. Diệp Thiếu Dương phấn chấn. Thật vậy sao? Bọn họ đều là họ Diệp, lại còn đều là nam giới. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Phần mộ tổ tiên của Diệp gia thôn đương nhiên không có khả năng chôn người của Ngưu gia thôn. Không phải là họ Diệp thì là họ gì? Còn cái này nữa. Diệp Quân đưa ngón tay chỉ mấy cái tên. Con xem đi, mấy người này trong gia tộc nhà chúng ta quanh đi quẩn lại đều là họ hàng gần trong ba đời. Người này là Diệp Thành Huyện, là em trai cụ nội của con. Diệp Thuận Minh là chú của cụ nội con. Diệp Thiếu Dương giật mình nghe Diệp Quân nói xong thì ngẩn người ra một hồi. Tại sao tất cả đều cố tình là họ hàng thân thích trong tộc nhà mình? Cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp, phía sau nhất định là có nội tình gì đó. Trước kia hắn chỉ suy đoán đây là một âm mưu, nhưng cho đến hiện tại thì có thể xác định âm mưu này là nhằm vào họ hàng thân tộc nhà hắn, thậm chí là nhằm vào chính bản thân hắn. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, sự tình càng ngày càng phức tạp và đáng sợ. Đúng lúc này có tiếng người gõ cửa.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn là Diệp Tiểu Manh đang nheo mắt cười cười. Nhị thúc, nhị thẩm. Nhị thẩm liền gật đầu cười đáp, thân thiết tiếp đón, đưa cho cô nàng một cái ghế dựa để ngồi, nói dăm ba câu chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình học tập ở trường. Diệp Tiểu Manh trả lời, hàn huyên một hồi thì ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt. Này, ta tìm ngươi có việc đây. Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán được như thế liền nói, đi thôi, vào bên trong kia nói chuyện. Dứt lời thì quay gót về phòng mình. Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh lần lượt bám theo. Sau khi đóng cửa, Diệp Tiểu Manh tự nhiên đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Ta nghe Tiểu Soái nói, người là anh họ đằng xa nhà mẹ nó, người họ Dương, tên là Dương cái gì nhỉ? Là Dương Thiệu Nghiệp. Người cô cứ gọi tôi là Thiệu Nghiệp là được rồi. Diệp Thiếu Dương vịn ra một cái tên, gọi là Dương Thiếu Gia. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền nói, người ta kêu là Tiểu Nghiệp là được rồi. Tiểu Mã bật cười nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn không phải là Dương Thiếu Gia hay sao, rồi nói, thì cậu cứ để cho cô kêu là Nghiệp Tử đi, là Tiểu Nghiệp Tử. Cái gì là Tiểu Nghiệp Tử á? Tên gì mà lạ vậy? Hay, thôi được rồi, thế nào cũng được đi. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, người cũng biết pháp thuật đúng không? Người nhớ Diệp Gia Thôn của chúng ta tới đây làm gì? Không chỉ đơn giản là tới thăm người thân đấy chứ. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, liền cười nói, nói thực là tôi cũng biết sơ sơ một chút pháp thuật, nghe nói nơi này xuất hiện thi sát cho nên đến xem náo nhiệt mà. Ngươi quả là thật thà, bất quá pháp thuật này của ngươi còn quá kém, không thể dùng đối phó với Hạn Bạt. Có hứng thú làm trợ thủ cho ta không? Cái gì? Trợ thủ cho cô á? Diệp Thiếu Dương ngẩn người hỏi. Chương 445, đệ tử Mao Sơn. Diệp Tiểu Manh gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghe nói quê nhà xuất hiện Hạn Bạt nên vội vã về điều tra, nhưng ta chỉ có một mình, thân cô thế mỏng, vừa đúng lúc người cũng biết chút pháp thuật, theo hỗ trợ cho ta, chúng ta cùng nhau đi điều tra chuyện này cho rõ ràng, còn chuyện trảm yêu trừ ma, nếu người sợ thì cứ nói thẳng ra. Nói xong, đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Sợ, nhưng mà thật ra cũng không sợ lắm. Tuy nhiên nếu như người muốn hợp tác thì cũng nên nói cho rõ. Pháp thuật của ngươi là học từ đâu? Ta là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, ngẩn ra nhìn cô nàng. Đệ tử Mao Sơn? Diệp Tiểu Manh đắc ý gật đầu. Tuy ta học nghệ không tinh, nhưng đích thực là đệ tử Mao Sơn. Còn ngươi, ngươi thuộc môn phái nào? Ta là... Diệp Thiếu Dương sốc lại tinh thần, thuận miệng nói cho có lệ. Ta là đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn. Diệp Tiểu Manh mắt sáng ngời, Long Hồ Sơn cũng không tồi đâu, rất thích hợp làm trợ thủ cho ta. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Tôi nghe nói Mao Sơn rất hiếm khi thu đệ tử, cô thuộc nội môn hay là ngoại môn? Bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết được. Diệp Tiểu Manh trên mặt có chút mất tự nhiên. Được rồi, nếu như ngươi là anh họ của Tiểu Soái, ta đối với ngươi cũng tín nhiệm, vậy chúng ta hợp tác đi. Nói rồi quay sang Tiểu Mã đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh. Thế còn ngươi cũng là pháp sư à? Tôi theo hắn học vẽ phù thôi. Tiểu Mã ngơ ngẩn trả lời. Diệp Tiểu Manh bật cười, nói thẳng nhưng không chút kiêng dè. Bản thân hắn chẳng phải cũng đang học tập pháp thuật sao? Ngươi học cùng hắn đi, sau này có dịp ta dạy ngươi một chút. Tiểu Mã lúc này nhếch mép cho có lệ. Đúng vậy, đi theo cô học tập cũng tốt, cô vốn là đệ tử Mao Sơn mà. Nói xong quay sang liếc mắt ý vị nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Tiểu Manh không hiểu được lời của hắn có ý tứ gì, cho nên hướng qua Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Các người tới đây sớm hơn ta, đối với chuyện Hạn Bạt có phát hiện gì không? Diệp Thiếu Dương trong lòng rối bời, cuối cùng cũng đem chuyện lão thái bà nuôi quái miêu nói cho nàng hay, những chuyện khác không hề nhắc tới. Diệp Tiểu Manh nghe xong nhíu mày trầm tư một hồi. Về chuyện lão thái bà kia cùng cô con gái nuôi, khi nào về nhà ta sẽ hỏi cha ta. Thế còn chuyện gì khác không? Không có. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Bọn tôi cũng vừa được tới được một hai ngày ấy mà. Mà chuyện mấy ngôi mộ mọc cỏ xanh kia cô thấy như thế nào? Ta thằng hoài nghi là có người cố ý hãm hại Diệp gia chúng ta. Bởi vì chỉ có mộ phần tổ tiên của chúng ta có cỏ mọc như vậy, các thôn khác đều không có. Tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Tôi cũng không hiểu ra tại sao. Vậy cho nên ta mới tìm các người hỗ trợ.
mọi người cùng nhau nghĩ cách điều tra. Ờ, tuy trong 7 ngôi mộ không có hạn bạt, nhưng xào huyệt của nó nhất định nằm dưới một mộ phần nào đấy. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm, xem các thân tộc khác được chôn cất ở đâu, tại đồng ruộng hay là ở địa phương khác. Tiểu Mã nghe vậy bật ra một câu: ở nơi này có mấy cái thôn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu chúng ta cứ tìm kiếm như vậy thì con mẹ nó rất là mất thời gian đấy. Kỳ thật không cần tốn công như vậy đâu. Trước tiên thi thể phải không bị hư thối thì mới có cơ hội biến thành quái vật hạn bạt. Cho nên những ngôi mộ lâu đời về cơ bản mà nói là bỏ qua được. Chúng ta chỉ cần điều tra rõ nhà ai gần đây có người chết, rồi nhìn trên mộ phần một cái là biết ngay, phải không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Nếu như đây thật sự là âm mưu, quái vật gây hạn bạt nhất định đã được giấu đi, bằng không đã sớm bị phát hiện rồi. Ví dụ như bọn họ cố tình giấu giếm người chết, sau đó lại đem chôn ở một nơi bí mật khác thì sao? Diệp Tiểu Manh sửng sốt. Ý của ngươi là có người cố tình chế tạo ra quái vật gây hạn bạt? Đây là tôi chỉ hoài nghi thôi, thực sự cũng có khả năng này mà. Diệp Tiểu Manh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Nếu vậy thì tương đối phiền toái rồi. Ta phải về nói chuyện với cha ta đã, sau đó tìm biện pháp. Bây giờ ngươi cứ dẫn ta đi xem cái lão thái bà kia đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ rồi nói. Bước đầu chúng ta cứ để điều tra về cô con gái nuôi đã, sau đó lên kế hoạch sau. Diệp Tiểu Manh tỏ vẻ đồng ý, nói phải về nhà để hỏi thăm cha và Diệp Bá. Rốt cuộc Diệp Bá là thôn trưởng, đối với nhân sự trong thôn thì biết rõ ràng nhất. Hai bên trao đổi số điện thoại, hẹn buổi chiều sẽ cùng nhau hành động. Xong xuôi, Diệp Tiểu Manh cáo từ rời đi. Chờ cô nàng đi rồi, Tiểu Mã mới đóng cửa lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Cô ta sao lại sảng khoái thừa nhận mình là đệ tử của Mao Sơn nhỉ? Chẳng lẽ là Mao Sơn Bắc Tông thật phỏng? Diệp Thiếu Dương lắc đầu trầm ngâm. Cô ta nhất định là đang nói dối. Lúc này là Mao Sơn mắt Bắc Tông đang bị pháp thuật tẩy rửa. Cô ta không có lý nào mà thừa nhận như thế. Chắc tám phần là muốn chúng ta tưởng rằng cô ta là đệ tử của Mao Sơn Nam Tông. Nói cách khác, bản thân cô ta cũng chưa biết thân phận của tôi. Vậy cậu biết rõ cô ta là kẻ lừa đảo, sao không vạch trần, lại còn cùng người ta hợp tác? Muốn quậy cái gì thế? Chúng ta phải tiếp cận Tiểu Manh, chỉ có như vậy mới biết rõ hơn về con người cô ta. Nếu như cô nàng tiếp cận chúng ta với mục đích xấu, chúng ta sẽ tường kế tiểu kế, xem rốt cuộc là cô ta đang làm cái trò hề gì đây. Vậy chẳng phải là cả hai người đều đang lừa nhau à? Đều là chơi trò tâm lý chiến gì gì đó. Tiểu Mã lắc đầu cảm thán. Tôi cũng không định làm như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngả người ra phía sau. Mỗi lần thế này đều phải tính toán, chẳng có hứng thú gì để mà chóc quỷ nữa. Đến giữa trưa, cơm nước xong không lâu, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Manh hẹn hắn ở đầu thôn đông. Diệp Thiếu Dương cùng với Tiểu Mã chạy đến. Vừa nhìn thấy mặt, Diệp Tiểu Manh đã nói là mình đã hỏi được một chút chuyện về lão thái bà và cô con gái nuôi. Lão thái kia họ Ngô, được gả đến thôn của chúng ta. Chồng đã chết nhiều năm, mẹ quá con côi, vốn dĩ tính tình đã khá kỳ quái, cùng với người trong thôn ít khi qua lại. Còn cô con gái nuôi tên là Diệp Thu Linh, từ nhỏ là cô nhi, được Ngô lão thái nuôi lớn. Năm nay chưa đến 40 tuổi, không có kết hôn, là một bà cô già không chồng. Diệp Tiểu Manh nói, vừa dẫn bọn hắn đi đến cửa nhà của Diệp Thu Linh. Diệp Thu Linh trước kia có mở một quầy bán màn thầu, nhưng vừa mới phải đóng cửa cách đây không lâu. Ngày thường cùng hàng xóm, xem chừng cũng không có qua lại. Không ai biết cô ta dựa vào cái gì mà sống, quả thực là thần bí. Cha ta nói cô ta cùng với Ngô lão thái trước kia quan hệ cũng không tốt, thường xuyên cãi nhau. Ngô lão thái này vì vậy một mình bỏ vào thôn cũ. Sau khi có hạn nạn hạn hán, mỗi ngày cô ta cũng đều mang cơm cho Ngô lão thái. Vào lúc chạng vạng tối, không ít người đến hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao cô ta không có nói với ai một lời nào. Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã tới đầu thôn đông. Diệp Tiểu Manh chỉ vào một cái sân, nói khẽ với hai người. Đây là nhà của Diệp Thu Linh. Cô ta còn một cái xưởng làm màn thầu ở trên núi. Bình thường nếu như không lên núi thì cũng ở chỗ cửa hàng thôi. Trước tiên chúng ta cứ xem cô ta có nhà không đã. Các người chờ ở đây. Nói xong, một mình đi đến cửa chính nhà Diệp Thu Linh, gõ mấy tiếng rồi la lớn. Thu Linh, Thu Linh, cô có nhà không? Cô Thu Linh. Nhưng ở bên trong không có ai đáp lại cả. Chương 446: Người chết vẫn sống. Ở nông thôn, mọi khóa cửa đều giống nhau, chốt ở bên trong. Trên cửa có một cái khoen tròn dùng lòng tay nắm khi đóng cửa.
Nhà của Diệp Thu Linh cũng không ngoại lệ. Diệp Tiểu Manh cầm tay nắm kiểm tra một hồi, cửa không cài chốt, vì thế liền đẩy vào. Cô Thu Linh ơi, cha cháu sai tới hỏi cô một số việc. Vừa nói vừa bước vào bên trong sân viện. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Bá đứng chờ bên ngoài. Mấy phút sau thấy Diệp Tiểu Manh quay ra vẫy tay gọi bọn họ. Không có nhà đâu, chúng ta đi tìm nơi khác xem. Đã đến đây rồi, không lẽ lại không vào à? Tiểu Mã dứt lời ngỏ ý muốn xông thẳng vào trong nhà người ta, không một chút kiêng kỵ. Hắn ngó trước ngó sau, thấy hai bên đường không có một bóng người, lúc này mới cùng Diệp Thiếu Dương đi vào. Dàn chính là nhà Diệp Thu Linh, cửa không khóa. Ba người đi vào bên trong, nhìn quanh một lượt thì cách bài trí trong nhà nông thôn đều na ná giống nhau như vậy. Chỉ có điều trên mặt đất khắp nơi đầy bụi bặm, lại còn có rất nhiều dấu chân. Riêng phía trên giường thì tương đối sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi vào trong bếp kiểm tra một chặp, nơi nơi đều là bụi phủ kín. Hắn bất giác cảm khái, xem ra ít nhất cũng không nấu nướng đến nửa năm rồi. Chẳng lẽ Diệp Thu Linh không cần ăn cơm? Diệp Tiểu Manh cau mày, chắc là cô ta hiếm khi về đây, chủ yếu ở xưởng bánh. Thế chẳng phải là cô ta vẫn về đây ngủ sao? Diệp Thiếu Dương chỉ vào, trên giường khá sạch sẽ, hơn nữa mặt đất còn nhiều dấu chân, chứng tỏ thỉnh thoảng vẫn về nhà ngủ. Ở đây có chút vấn đề, nơi này dù sao cũng là nhà của cô ta cho dù chỉ thỉnh thoảng mới về ngủ, cũng không thể lâu ngày không quét dọn. Ta không tin, trong thiên hạ lại có người ở bẩn như vậy. Tiểu Mã gãi gãi đầu xấu hổ, thì trước khi cậu chuyển đến, phòng ký túc xá của tôi với mấy tên kia cũng không khác biệt là mấy đâu à. Diệp Tiểu Manh gật gù, Diệp Thu Linh này quả thực là có vấn đề đó. Đi thôi, chúng ta đến xưởng màn thầu xem, chắc cô ta đang ở đó. Ra khỏi nhà của Diệp Thu Linh, Diệp Tiểu Manh đi trước dẫn đường, men theo con đường xi măng trên núi, chốc lát đã rời khỏi thôn. Trên núi khắp nơi tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, bất quá lúc này đang là mùa khô hạn. Phóng mắt nhìn quanh, đất đai nứt nẻ từng lớp cỏ héo úa. Không thể tin được, nơi đây trước đây đã từng là nơi mạ non xanh mướt, cây rừng trùng điệp. Diệp Thiếu Dương thở dài, nếu như không nhanh chóng diệt trừ hạn bạc, chưa đầy một năm nữa đâu, khí hậu trong vùng dù có trở lại bình thường, nơi này cũng không thể phục hồi được. Bên rìa mấy cái ruộng bậc thang có vài giếng nhỏ, Diệp Tiểu Manh cho rằng đó đều là giếng dự phòng, bởi trên núi không tiện cung cấp nước, cho nên ở nơi thấp nhất người ta sẽ đào giếng, trực tiếp lấy nước. Tuy nhiên từ khi nạn hạn hán phát sinh, mấy cái giếng đó cũng đã khô cạn hết. Tiểu Mã nghe vậy thì buồn bực. Tôi không hiểu, nước giếng không phải là có mạch nước ngầm sao? Cho dù là hạn bạc có quấy phá thì làm sao mà hút sạch mạch nước ngầm được? Diệp Thiếu Dương nói, mạch nước ngầm trong giếng muốn hình thành phải trải qua một quá trình thẩm thấu lâu dài. Cậu tưởng cứ thế mà cung cấp nước sạch ở dưới suối à? Nếu như tốc độ hút nước của hạn bạc vượt qua tốc độ thẩm thấu của nước ngầm, giếng nước đương nhiên sẽ bị khô cạn thôi. Tiểu Mã cả kinh, nó nói như vậy, hạn bạc vẫn luôn hút nước ở mạch nước ngầm để tu luyện à? Thế cậu nghĩ thế nào? Diệp Tiểu Manh liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, xem ra ngươi hiểu biết cũng không ít. Diệp Thiếu Dương giả ngu cười hăng hắc, tuy pháp thuật của ta không cao, bất quá trên Long Hồ Sơn bọn ta có rất nhiều điển tịch đạo gia, ta xem nhiều nên cũng hiểu được một chút. Trên Mao Sơn các ngươi chắc chắn cũng có không ít điển tịch chứ? Diệp Tiểu Manh thuận miệng ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Cùng bọn Diệp Thiếu Dương đi xung quanh khu ruộng một hồi, đột nhiên dừng lại chỉ vào một gian nhà xếp gạch sơ sài cách đó không xa. Cha ta bảo gian nhà nhỏ này chính là xưởng bánh của Diệp Thu Linh. Diệp Thiếu Dương cau mày, nơi này cái gì cũng không có, làm sao mà cô biết? Thì rất đơn giản, cha ta nói xưởng nhà cô ta ở phía tây khu ruộng, cách không quá ba thước, chỉ có duy nhất một gian nhà, ta chẳng lẽ lại không biết ruộng nhà mình ở đâu à? Bởi vì xưởng bánh nằm ở trên sườn dốc, ba người quyết định đi vòng ra phía sau, từ cửa sổ ngó vào bên trong mà quan sát. Như vậy vạn nhất nếu như Diệp Thu Linh có ở đó thì cũng không dễ dàng bị cô phát hiện ra được. Vài phút sau, ba người từ trên sườn núi đi vòng xuống, đến gần cửa sổ phía sau xưởng bánh. Ba người đứng quan sát, ngó vào bên trong cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo, căn phòng rất nhỏ, đồ vật cũng không nhiều, nếu như miễn cưỡng thì cũng có thể thấy được bên trong. Trong phòng có một cái chõ rất lớn dựa trên tường, phòng chừng để hấp màn thầu. Ở phía dưới nồi có để mấy cái hũ đựng tiền. Ở góc bên kia đặt một chiếc giường, trên giường có một người đang nằm im, là một người đàn bà, làn da ngăm đen gầy guộc, độ 30-40 tuổi, đang nằm duỗi thẳng cẳng không hề nhúc nhích.
Cả ba nhìn chằm chằm một hồi, phát hiện bụng cô ta khẽ phập phồng, không giống như đang hô hấp mà như có một cái gì đó ở dưới da cứ trồi lên trồi xuống. Diệp Thiếu Dương đứng lui sang một bên, vẫy tay gọi hai tên kia rồi cùng nhau thấp giọng thảo luận. Người này có phải là Diệp Thu Linh không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Ta chưa gặp Diệp Thu Linh bao giờ, bất quá dựa trên những đặc điểm mà cha ta nói thì tám phần là cổ rồi. Nếu không thấy cái bụng cô ta còn đang động thì tôi còn tưởng rằng cô ta đã chết rồi á. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn. Thế cậu có bao giờ thấy người nào lúc hô hấp mà cái bụng phập phồng như vậy không? Trong bụng cô ta nhất định là có cái gì đó. Tiểu Mã nghe vậy thì cả kinh. Có cái gì? Tôi không biết, bất quá cô ta có khả năng cũng không phải là người sống đâu. Diệp Tiểu Manh sửng sốt. Có thể dùng pháp thuật kiểm tra không khí ở trong phòng. Nếu cô ta thật sự đã chết, trong phòng nhất định sẽ có thi khí. Vô dụng đâu. Không chờ nàng nói, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Quên nói cho cô biết, nơi này bị người ta làm phép, phải tiếp xúc trực tiếp với pháp thuật đó thì mới nhận ra được. Bằng không tại sao chúng ta từ xa không phát hiện ra được gì? Tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Manh kinh hãi kêu lên. Tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương một lần nữa quay lại cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cái giường nơi Diệp Thu Linh đang nằm, hai con mắt nhấp nháy liên tục. Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã lần lượt đi tới, ghé mắt quan sát. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương thở dài. Cô ta chết rồi. Tiểu Mã cả kinh. Làm sao cậu biết? Cậu nhìn kỹ thì biết. Trên ngực cô ta một chút phập phồng cũng không có. Cái bụng tuy rung động nhưng tuyệt đối không phải là hô hấp. Một người còn sống không thể nào làm được như vậy. Diệp Tiểu Manh đề nghị muốn mạo hiểm vào bên trong để kiểm nghiệm một chút. Đúng lúc này trong phòng truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Ba người quay đầu nhìn, một con quái miêu đang từ trong một cái hũ chui ra. Trong bóng tối, hai con mắt nó bắn ra một luồng hồng quang, nhìn qua quả là đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo vội hai người lui về phía sau. Chương 447: Thất tâm nhân. Đây chính là con quái miêu do Ngô lão thái nuôi dưỡng. Một hơi lùi lại mấy bước, Diệp Thiếu Dương kinh hoàng nói, tôi nhớ rõ mấy con quái miêu đó đều có mắt màu đỏ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Tiểu Manh nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng phán đoán, xem chừng cô nàng vô hình đã sinh ra tâm lý dựa dẫm mà chính bản thân cô nàng cũng không hề nhận ra điều đó. Chờ xem thế nào, không phải chiều nào cô ta cũng đều mang cơm đến cho Ngô lão thái sao? Chúng ta chờ khắc rõ. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, không thể cứ ngồi chờ không như vậy, tốt nhất là nên kiếm cái gì đó để làm. Nhìn xung quanh thấy có một cây liễu, liền đi qua xem. Cây liễu do bị khô hạn lâu ngày nên cơ bản đã chết héo. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn tán cây, chọn ra mấy cành cứng cáp bẻ xuống buộc lại với nhau, đi tới trước gian nhà, dùng cành cây đào ra một cái hố, sau đó đem dăm ba nhánh cây khô đặt ở phía trên miệng hố, thử dẫm lên mấy cái thì không sao mới lui về một bên. Này, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Tiểu Manh không nhịn được hỏi. Dùng cách này không cần phải tiếp xúc trực tiếp cũng đoán được cô ta còn sống hay đã chết. Thấy hai người tròn mắt kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương cười cười nói, mấy cành cây kia cũng không quá cứng, nếu là người sống đi sẽ không bị gãy, nhưng nếu là cương thi nó nặng hơn nhiều so với người bình thường, khi nó đạp lên trên nhánh cây sẽ gãy. Tiểu Mã vừa nghe thì lập tức hỏi, thế là thế nào? Sao người chết lại còn nặng hơn cả người sống? Cái đó gọi là chết chìm. Từ này xuất phát từ việc so sánh người chết với người chết chìm. Sau khi chết, thể trọng sẽ tăng thêm 3 phần so với lúc sống. Tiểu Mã ngây người. Không phải đâu. Tôi nghe người ta nói, con người vừa mới chết, thể trọng sẽ giảm bớt, ít nhất là hơn 10 gram. Đó chính là trọng lượng của linh hồn mà. Đó chỉ là khi mới chết thôi. Con người sau khi chết, trong cơ thể sẽ sinh ra thi khí, tiếp đó sẽ bị hư thối. Cỗ thi khí ấy sau này sẽ tự tiêu tán. Thi khí là thứ đứng đầu trong uế khí, khi ngấm xuống đất sẽ làm gia tăng thể trọng của người chết. Nếu thi thể không bị hư thối, hoặc là hư thối nhưng mà thi khí không tan, thì sẽ hình thành cương thi. Tiểu Mã chợt tỉnh ngộ. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Lợi dụng thể trọng để nghiệm chứng người sống hay chết, người cũng nắm chiều trò thật đấy. Diệp Thiếu Dương cười cười, dẫn hai người lùi ra xa tìm một nơi ẩn nấp tương đối kín đáo ở bên trong bụi cỏ, rồi ngồi yên lặng chờ đợi. Được một hồi, bỗng cửa phòng chậm rãi mở ra. Diệp Thu Linh từ bên trong bước ra, trên người mặc một bộ quần áo nhăn nhúm, tay xách theo một cái giỏ tre,
phía trên dùng miếng vải đen che lại, nhìn không rõ là có cái gì. Con quái miêu kia đang an vị ở trên vai cổ. Cái gì thế nhở? Tiểu Mã tò mò hỏi. Cậu đi mà hỏi cô ấy. Tiểu Mã trừng mắt nhìn sang, hồi tưởng lại cái lần gặp con quỷ thắt bím kia. Nó cũng vác theo một cái giỏ y như vậy, trong giỏ đựng chính là cái đầu của nó. Cả ba người lập tức run lên cầm cập. Diệp Thu Linh đờ đẫn, hai mắt vô thần, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh. Đưa chân đạp lên một nhánh cây do Diệp Thiếu Dương cố tình sắp đặt. Rắc một tiếng, nhánh cây gãy lìa. Diệp Thu Linh kịp thời rút chân lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, sau đó đi vòng qua hố đất, tiếp tục xuống núi. Ba người ẩn núp trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích. Đến khi thấy Diệp Thu Linh đã đi xa, Tiểu Mã mới hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là cương thi con mẹ nó rồi. Cô ta không phải là cương thi, Diệp Thiếu Dương nói. Không phải thì là cái gì? Lúc cô ta sắp rơi vào hố, có phản xạ lùi lại, cúi đầu quan sát, sau đó còn biết đi vòng qua hố. Xem ra cô ta vẫn còn một chút ý thức. Nếu là cương thi thì không như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng của Diệp Thu Linh khuất xa, lẩm bẩm. Cô ta là một người không có tim. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói thì chậm rãi gật đầu. Không sai, xem bộ dáng của cô ta thì đúng là một người không có tim. Tình trạng này giống như là hoạt thi vậy. Người thì chưa chết nhưng không còn tim. Hành vi hoàn toàn chịu sự khống chế của người khác, làm theo mệnh lệnh, không có cảm giác về sự tồn tại của mình. Tiểu Mã kinh hãi. Không có tim mà còn sống được à? Cô ta vốn không có tim, là một loại nửa người nửa thi. Hồn phách thì còn ở trong cơ thể, nhưng không khống chế được hành vi. Diệp Tiểu Manh đứng dậy. Cô ta tám phần là muốn đi tìm Ngô Lão Thái. Chúng ta đi theo đi. Cả ba người thẳng một lèo bám theo Diệp Thu Linh xuống núi, giữ khoảng cách chừng mấy trăm mét. Sau khi xuống núi, vốn tưởng là cô sẽ đi đến thôn cũ để tìm Ngô Lão Thái. Nào ngờ cô đi vòng sang bên trái ra khỏi thôn, một mạch đi về phía con đường lát xi măng. Tuy ba người cảm thấy rất tò mò, nhưng chỉ âm thầm bám theo. Thấy Diệp Thu Linh đi ra sau núi, tiến vào bãi tha ma. Đây là phần mộ tổ tiên nhà chúng ta mà, Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc. Cũng may lúc này Diệp Thu Linh đang đi về phía trước, vì thế ba người tạm dừng chân, đứng ở trên cao nhìn xuống. Diệp Thu Linh cõng quái miêu ở trên vai thì thầm một câu gì đó với nó. Lập tức quái miêu nhảy xuống, đi qua bãi tha ma một vòng, bộ dáng tựa hồ như đang kiểm tra xem có người hay không. Tiếp đến, nó quay trở lại đứng dưới chân của Diệp Thu Linh, ngẩng đầu kêu meo meo, sau đó nhảy lên một phần mộ, chậm rãi ngồi xuống. Bọn Diệp Thiếu Dương chăm chú quan sát. Đây là một ngôi mộ mới, ở trên mộ còn cắm cờ trắng, đặt vòng hoa. Diệp Thu Linh đặt cái rổ đến bên cạnh ngôi mộ, dùng tay bắt đầu đào bới. Ba người nhìn nhau, cả kinh trợn mắt há mồm, không biết là cô đang làm gì. Diệp Thu Linh đào mộ tựa như rất có kinh nghiệm, đôi tay cũng rất có lực. Chưa hết 10 phút đã đào ra một cái hố có đường kính như một huyệt động, sau đó chui vào tiếp tục đào bới. Càng đào càng sâu, cả người cô ta cũng chui luôn vào bên trong, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một tí đất nào bị hất ra ngoài. Cô ta ở bên trong đó một hồi lâu mới khom mình chui ra. Lúc này ba người bọn Diệp Thiếu Dương thất kinh, phát hiện hai tay cô ta đang kéo ra một cỗ thi thể. Thi thể kia là của một lão nhân, trên người áo niệm vẫn còn mới, chắc là vừa mới chết cách đây không lâu. Vì sao lại không hỏa táng người chết? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Người ở trên núi khi chết ít khi hỏa táng, hơn nữa cũng trông chẳng có ai quản lý mà, Diệp Tiểu Manh giải thích. Việc này không có gì ngạc nhiên cả. Diệp Thu Linh lôi ra một nửa thân trên của xác chết, sau đó tiến đến gần cái xác, làm ra một hành động kinh người. Hai tay cô ta chọc vào mắt của người chết, từ từ dùng sức xé rách lớp da thịt, máu thịt văng tùm lum. Sau đó thành thạo lột phăng ra mặt của cái xác, lộ ra một cái đầu lâu máu me nhảy nhụa. Còn mẹ nó ghê không chịu nổi. Tiểu Mã hít sâu một hơi, bịt mồm kiềm chế cái dạ dày đang sôi lên ủng ục. Diệp Tiểu Manh cũng bịt chặt miệng. Diệp Thu Linh đem cái đống da mặt vứt qua một bên, đưa miệng tới chộp lấy xương gò má của người chết ngoạm một miếng, phát ra một chuỗi âm thanh răng rắc đến tê dại cả da đầu. Chương 448: Con giun trong bụng. Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã không ai bảo ai, quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Tiểu Diệp Tử, chuyện này là thế nào? Có phải chăng là cô ta đang gặm xương cốt để tu luyện không?
Tiểu Mã run rẩy hỏi. Diệp Thiếu Dương mờ mịt lắc đầu. Tôi chưa từng nghe qua hoạt thi ăn thịt người để tu luyện bao giờ. Nó cũng không phải là thực thi quỷ mà. Sau 15 phút nhai nhai gặm gặm, Diệp Thiếu Linh lúc này mới ngẩng lên, trong miệng đầy máu tươi. Cỗ thi thể kia bị cô ta gặm đến không còn hình dáng, nhìn qua chỉ còn là một đống bầy nhầy ghê tởm đến cùng cực. Diệp Thu Linh đẩy thi thể trở lại trong mộ, lấy đất lấp lại, dùng tay xoa xoa thành mộ còn thiếu một chút đất, liền đào bới xung quanh lấy đất bù vào chỗ khuyết, sau đó lại đắp lại thành một ngôi mộ hoàn chỉnh. Bởi vì đất đai khô hạn cho nên trên mộ chẳng có ngọn cỏ nào, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản chẳng thể biết được ngôi mộ đã từng bị người ta đào bới. Xong xuôi, Diệp Thu Linh cúi xuống nắm lấy mấy cái lá khô, chùi chùi quanh miệng, lắc lơ đi vào rừng cây gần đó, dựa vào một thân cây, nhắm mắt lại, giống như một lão tăng tọa thiền, không hề nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương để ý thấy bụng cô ta to hơn so với lúc trước, giống như đang mang thai 4-5 tháng vậy. Cái bụng đang không ngừng rung lên nhẹ nhẹ, làm cho hắn hoài nghi. Việc cô ta ăn xác chết có thể liên quan đến cái vật ở trong bụng, nhưng rốt cuộc nó là cái gì? Tuy nhiên do không có nhiều manh mối, hắn cũng không thể phỏng đoán được. Mất một lúc lâu, Diệp Tiểu Manh với Tiểu Mã có thể tạm quên đi cảnh tượng máu thịt bầy nhầy kia. Chắc đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm như vậy rồi, Diệp Tiểu Manh nói, rồi đưa ra nghi vấn. Bất quá cô ta chỉ ăn có một chút, sau đó đem thi thể chôn lại. Hay là cô ta muốn để dành lần sau ăn tiếp? Tám phần không phải là như vậy, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Tiểu Mã liền hỏi. Kỳ quái, cô ta sống cách xa nơi này như vậy, làm sao biết được ở đây có thi thể mới chôn để mà ăn? Diệp Tiểu Manh cướp lời. Chắc là cô ta dựa vào thi khí, có khả năng cô ta đối với thi khí thì đặc biệt nhạy cảm hơn so với bình thường. Kìa, cô ta đang làm gì thế kia? Có quỷ mới biết được, Diệp Thiếu Dương nói. Cô ta chắc chắn sẽ không đợi qua đêm ở đây đâu, chúng ta cứ tập trung quan sát thôi. Đợi một lát nữa, xem cô ta đi đâu, chúng ta bám theo là được. Ba người đành ngồi yên một chỗ chờ đợi. Một lát sau, Tiểu Mã vừa nhìn lại phần mộ dưới mới bị Diệp Thu Linh đào lên, cau mày. Vừa rồi tôi có chú ý đến một chi tiết, đó là chỗ đất mà cô ta đào sau khi đắp lại bị thiếu rất nhiều, phải lấy đất ở xung quanh bù vào mới lấp như cũ. Chuyện này là sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Phàm là khi đào hố chôn người, chưa tính quan tài, chỉ riêng thi thể mà nói, khi được chôn đất sẽ bị hụt đi rất nhiều, đại khái mất khoảng 1/3, phải lấy đất từ nơi khác bổ sung. Việc này không chỉ pháp sư mà những người chuyên khai quật quan mộ đều nắm được. Tiểu Mã giật mình. Sao lại như vậy? Người chôn xuống không phải là chiếm diện tích sao? Đáng lẽ phải thừa mới đúng chứ, sao lại thiếu? Diệp Thiếu Dương vốn định giải thích, đột nhiên đảo mắt qua thấy Diệp Tiểu Manh cũng đang tò mò nhìn mình, chợt nhớ ra mình không nên tỏ ra cái gì cũng biết, bằng không sẽ giống như là một người mới học pháp thuật thì không phải. Vì thế là nhún vai. Tôi cũng chả biết. Nói xong, Diệp Thiếu Dương thử hỏi Diệp Tiểu Manh. Nơi này hẳn đã bị ai đó dùng trận pháp áp chế quỷ khí, cô thấy nên làm như thế nào bây giờ? Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ. Trước tiên phải tìm được nơi bố trí trận pháp, nhưng cũng có thể là pháp khí hoặc một lực lượng thần bí nào đó khống chế, rồi sau đó mới có thể nghĩ cách loại trừ nó. Hiện tại có một chút manh mối cũng không, chỉ có thể từ từ điều tra. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trước tiên chúng ta nên xác định phạm vi ảnh hưởng của trận pháp rồi tính tiếp. Diệp Tiểu Manh lập tức. Xác định như thế nào? Không biết, quay về rồi tính. Diệp Thiếu Dương từ từ nhún vai. Đợi chừng nửa giờ, trong rừng cây, Diệp Thu Linh đột nhiên mở to mắt, cổ họng phát ra âm thanh e é như là bị ai đánh. Sau đó đứng lên, sờ sờ bụng, vác cái rổ ở trên vai, quay đầu trở ra. Ba người chờ đến khi cô ta đi được mấy trăm mét mới lục tục bám theo. Lần này Diệp Thu Linh không đi lung tung nữa mà một mạch thẳng tới nhà của Ngô Lão Thái. Ta sẽ vẽ mấy cái ẩn khí phù để dùng, nếu như Ngô Lão Thái thực sự là cương thi sẽ không thể phát hiện ra chúng ta. Diệp Tiểu Manh nói xong đến bên một gốc cây đại thụ, lấy từ trong người ra một tấm linh phù màu xanh, dùng một cây bút chu sa. Diệp Thiếu Dương vừa thấy linh phù là màu lam, nghĩ thầm, tiểu cô nương này nếu như không phải cố ý che giấu thì xem ra pháp lực cũng không cao, chỉ là phương sĩ. Thế nào, thấy ta là phương sĩ có bị giật mình hay không? Diệp Tiểu Manh hơi có chút đắc ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cô chưa đến 20 tuổi đã đạt đến cấp bậc này,
đúng là ghê gớm thật. Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo cười hăng hắc, là do ta bận việc học hành, không có thời gian tích lũy âm đức, bằng không khẳng định không chỉ là phương sĩ đâu. Mục tiêu trong 3 năm tới của ta là lấy được bài vị chân nhân. Diệp Thiếu Dương cười nói, sao chỉ là chân nhân mà không phải là thiên sư? Người đúng là ngông cuồng, trong toàn bộ đạo môn cũng không có được mấy vị thiên sư, tạm thời ta còn chưa dám mơ tới. Nói xong, cúi đầu nhanh chóng vẽ bùa. Tiểu Mã suýt nữa phì cười, liếc sang Diệp Thiếu Dương một cái. Vẽ xong ẩn khí phù, Diệp Tiểu Manh dán sau lưng mình một cái, hai cái còn lại đưa cho Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã. Chờ bọn hắn dán xong xuôi, cả ba lặng lẽ đến bên chân tường nhà Ngô Lão Thái, nhặt mấy miếng gạch ngói gần đó xếp chồng lên nhau, rồi trèo lên quan sát bên trong sân viện. Giữa sân có bày một cái ghế, Diệp Thu Linh đang ngồi ngay ngắn trên đó. Phía sau cô ta có mấy chục con quái miêu đang ngoan ngoãn cung kính xếp thành hàng dài dưới đất. Ngô Lão Thái đứng trước mặt Diệp Thu Linh, tay bưng ra một cái bát to, bên trong là một chất lỏng sền sệt màu nâu, không biết là cái gì, đưa lên miệng Diệp Thu Linh. Diệp Thu Linh không chút do dự cầm cái bát, uống một hơi hết sạch. Ngoan, con ngoan. Ngô Lão Thái cưng nựng, cái giọng già nua khàn khàn thật kinh khủng, cứ như đang lồng tiếng trong phim ma vậy. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương đoán ra là bà ta có thể là một con quỷ cương thi. Những việc xảy ra tiếp theo trong sân viện so với phim kinh dị nó còn khủng khiếp hơn nhiều, nếu như không muốn nói là vô cùng quái dị. Ngô Lão Thái cho Diệp Thu Linh uống thuốc xong, từ dưới đất cầm lên một cái chậu rửa mặt, đặt ngay phía trước mặt của Diệp Thu Linh, sau đó vén áo cô lên để lộ ra cái bụng tròn trịa. Ba người Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn xuống, bụng của Diệp Thu Linh đang rung động, giống như có con gì bò dưới da, bò qua bò lại, không ngừng trồi thột. Chương 449. Cường thì thích ăn đậu hũ não. Ngô Lão Thái vươn đôi tay khô khốc xoa xoa bụng của Diệp Thu Linh, tựa hồ như đang vuốt ve cái gì. Làm cái gì vậy? Là sắp đỡ đẻ à? Tiểu Mã thì thào hỏi. Kết quả chỉ thấy hai người Diệp Thiếu Dương nhìn hắn khinh khỉnh, không thèm trả lời. Phía trên bụng của Diệp Thu Linh bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, rồi bỗng dưng da bụng chợt căng ra. Mấy người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không thôi, ba người sáu mắt chăm chú nhìn, thấy các vết nứt đều giãn ra đến cực điểm, như thể muốn toạc ra đến nơi rồi. Cuối cùng bụng cổ cũng nứt ra một cái lỗ to, ba người hoài nghi liệu có phải có một em bé sắp chào đời hay không. Thế nhưng kết quả không có em bé nào cả, mà chính là một con gì đó màu đen, thân dài mắt to duỗi ra co lại, cố chui cái đầu ra ngoài, thân thể trườn ra được phân nửa thì rơi tọt vào trong cái chậu rửa mặt để phía trước, là con giun mắt người. Một con khác cũng quằn quại chui ra, liền sau đó là ba con, bốn con, cuối cùng càng ngày càng nhiều giun chen chen chúc chúc cố chui ra ngoài. Diệp Tiểu Manh hai tay bịt miệng ngăn không cho mình kêu lên kinh hãi. Tiểu Mã cũng hít sâu một hơi run run. Còn mẹ nó, thế này thì còn gì là người hả? Ba người Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy cảnh Diệp Thu Linh ăn xác chết so với những gì đang diễn ra thật không có thấm vào đâu cả. Một nữ nhân bụng trướng to bất động ngồi trên ghế, từ trong cái bụng căng phình đến cực đại, vô số con giun mắt người không ngừng chui ra. Cái hình ảnh này thực sự là không thể dùng hai từ ghê tởm để mà hình dung được. Dù đã từng nhìn qua không ít cảnh tượng đáng sợ, nhưng Diệp Thiếu Dương bất giác cũng lạnh sống lưng. Trước mắt hắn đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc nó là cái gì? Diệp Thu Linh lúc này lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, tựa đầu ngồi vào lưng ghế, trong miệng phát ra những tiếng kêu rên quái dị. Bụng cô ta xẹp xuống dần, đến khi không còn con giun nào chui ra nữa thì vết nứt kia cũng co rút rồi biến mất, da bụng trở lại như bình thường. Ngô Lão Thái không thèm để ý, tiến tới cầm cái chậu, hơn nửa chậu nhung nhúc những con giun đen tuyền, con nào con nấy mở hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn ra bên ngoài, miệng không ngừng mấp máy, trên người còn phủ một lớp lông tơ. Ngô Lão Thái đem chậu rửa mặt đặt dưới hiên, lấy ra một cái nắp nồi đậy lên phía trên chậu, sau đó quay đầu đi vào một gian phòng nhỏ. Một lát sau, hai tay ôm ra một cái bình không quá lớn, miệng bịt vải đen. Diệp Thu Linh vừa thấy cái bình, hai mắt vốn vô hồn lập tức sáng lên, lộ vẻ mặt thèm thuồng. Ngô Lão Thái đi đến trước mặt cổ, mở ra miếng vải đen, lấy ra một bình, trong bình một cái giọ tre. Bọn Diệp Thiếu Dương lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm,
Bên trong giỏ tre là một khối mềm mại giống như là đậu hũ. Là ốc đậu phụ phải không? Tiểu Mã thuận miệng hỏi. Không ai trả lời. Ngô Lão Thái đưa cái giỏ tre lên cho Diệp Thu Linh. Cô ta lập tức bò lên, dùng đầu lưỡi liếm mút chùn chụt như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Ăn được một hồi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn say mê đến cực độ. Tiểu Mã buồn bực. Rốt cuộc là thứ gì? Chồng cô ta ăn mà tôi cũng muốn nếm thử một miếng. Ngon con mẹ nó rồi. Cậu đi mà thử. Diệp Thiếu Dương nói. Không cần, xem ra cũng không phải là thứ tốt lành gì. Là tôi nói như vậy thôi. Cả ba chăm chú nhìn. Diệp Thu Linh nhanh chóng ăn hết sạch khối ốc đậu phụ kia. Dường như còn chưa đã thèm, cô ta dùng đầu lưỡi liếm cái giỏ tre đến sạch bóng. Lúc này Ngô Lão Thái mới mở miệng nói. Được rồi, thế này là đủ cho ngươi tu luyện một lần. Hôm nay chủ nhật, lần sau phải mang đến cho ta cái vật kia. Diệp Thu Linh như hiểu được bá nói gì, cung kính gật đầu. Ngô Lão Thái dùng miếng vải đen đậy lại cái bình đưa cho cổ. Diệp Thu Linh lấy cái rổ do mình mang đến, bỏ cái bình vào bên trong, phủ khăn lên. Ba người bất chợt tỉnh ngộ. Thì ra cô ta mang cái rổ đến đây là vì thứ này. Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm. Làm như vậy tám phần là để tránh cho người ta nhòm ngó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy cho nên trong thôn mọi người cứ tưởng cô ta tới đây để đưa cơm cho Ngô Lão Thái. Diệp Thu Linh đứng dậy, vác cái rổ lên, chậm rãi bước ra cửa, men theo chân tường bên kia mà rời đi. Không hề phát hiện ba người bọn hắn đang nhòm trộm ở chân tường bên này. Diệp Thiếu Dương quay đầu sang Diệp Tiểu Manh. Cô cứ đi trước đi. Cô xem cô ta để cái bình ở đâu, tôi ở lại quan sát thêm một lúc. Diệp Tiểu Manh chần chừ một lúc rồi nói. Các người cẩn thận, vạn nhất bị phát hiện phải chạy thật nhanh rồi gọi điện cho ta đến cứu. Diệp Thiếu Dương cười cười, chờ cô nàng đi khuất mới rời mắt nhìn vào trong viện một lần nữa. Ngô Lão Thái lúc này đem cái chậu để lên ghế, mở nắp. Phía trước mặt mấy con quái miêu đã xếp thành một hàng dài. Lũ quái miêu này sau khi nhận lệnh lập tức nhảy lên ghế ngoạm lấy một con giun, cứ lần lượt như vậy từng con. Sau khi lấy phần, nhanh chóng nhảy qua một bên gặm nấy gặm để. Cảnh tượng này so với những gì bọn thán thấy mấy hôm trước thì không khác biệt. Phần chia xong, trong chậu còn thừa không ít giun. Ngô Lão Thái lấy nắp lồi đậy lại rồi mang chậu vào căn phòng nhỏ phía sau sân viện, không biết cất ở đâu. Diệp Thiếu Dương thấy không còn gì để xem, liền dục Tiểu Mã rời đi. Đi được một đoạn, cảm giác được xung quanh an toàn, Tiểu Mã quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mấy con giun mắt người ấy sao lại trong bụng của Diệp Thu Linh? Còn cái thứ giống như ốc đậu phụ kia rốt cuộc là cái con mẹ gì nhỉ? Tôi cũng đang thắc mắc giống như cậu đây này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nhưng có một việc khẳng định, Diệp Thu Linh ăn thịt người tám phần là để nuôi mấy con giun trong bụng cô. Bọn chúng có thể xem như là con của cô. Tiểu Mã ngơ ngẩn. Vậy thì cô ta ăn chay à? Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn ngang liếc Tiểu Mã. Ăn chay cái đầu của cậu á? Cậu ngủ mơ à? Tiểu Mã thật hết chỗ nói. Chuyện này với vốn kiến thức và chỉ số IQ của hắn chỉ có thể hiểu được tại sao hắn lại nghĩ ra thành như vậy. Lúc này điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương chợt vang lên. Cầm lên thì thấy tên người gọi là Diệp Tiểu Manh, lập tức bắt máy. Diệp Tiểu Manh hỏi tình huống bên hắn ra sao. Diệp Thiếu Dương nói đúng sự thật, sau đó lại hỏi nàng xem kết quả theo dõi như thế nào. Ta đang muốn hỏi ngươi đây, hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Diệp Tiểu Manh nói. Ta theo dõi cô ta đến cửa thôn, thấy cô ta đem cái bình đặt ở một gốc cây, sau đó vác rổ đi rồi, hẳn là quay về xưởng bánh trên núi. Người suy nghĩ chu đáo, giúp ta xem nên tiếp tục theo dõi hay là lấy trộm cái bình kia. Cả hai đều không cần thiết đâu, ngàn vạn lần đừng có làm động rút dây động rừng. Diệp Thiếu Dương lập tức dặn dò. Cứ chờ ở đó, tôi đi qua liền. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay sang hối thúc Tiểu Mã, nhanh chân đi sang chỗ của Diệp Tiểu Manh. Thank you.
Hết chương 449. Hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.